Rồi, giới thiệu nhanh về bảo mật hai kênh ha, bảo mật thế hệ mới ha. Đây, rồi có phần thế hệ mới đột công là đột phá nè, có phần EQ5 band chỉnh bass sâu như súp luôn ha, thì vật eco chuyên nghiệp ha. Đây chống hú ha, chống hú xử lý một lần ha. Có khâu phát live stream ha. Đây Bluetooth LCD ha. Đây, thì ở đây mình sẽ test cái tiếng micro trước xem tiếng thì vật có chuyên nghiệp hay không ha. Đây. Alo. 1 2 3 4 5 5 5 5 6 8 9 vốn dĩ là thiên thần nhưng sao khi đến đây em lại làm điều ác.